Vui, tôi lại được test con âm ly này gửi vào cho một khách hàng ở xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Rất cảm ơn các khách hàng xa tin tưởng của cửa hàng, gần như ngày nào cũng gửi đi vào miền trong hoặc là khắp nơi ở Việt Nam. Một con âm ly Pioneer tôi bán với chức năng làm cục đẩy và âm ly nghe nhạc. Bản thân nó là một cái âm ly karaoke nhưng mà tôi không vào tôi test chức năng karaoke với nó lặng nhạc. Tôi sẽ nói qua lại một chức năng trên nó. Đây là hai volume cho hai đôi loa, đánh cực khỏe luôn. Các bác nghe nhạc đôi loa bass 30 nó đánh đơn giản, hai đôi 30. Nhích nhẹ là tiếng đã to rồi. Còn đây là cân loa, loa trái có tiếng, loa phải có tiếng đều có. Bass, đây là bass tép đây. Còn phần bên này nó chỉnh cho mic vang vọng gì đấy, không bảo tôi nghịch. Hàng bãi nguyên sinh 100%, lấy về chỉ lau chùi là bán. Tiếng rất khỏe luôn. Nhạc tôi đang đấu vào lỗ số 2. Còn đây đôi loa trên, loa dưới tôi không đấu. Có một video tôi đã test nhạc trước khi tôi đã đấu rồi, vậy tôi không đấu lại nữa. V20 sản xuất tại Nhật Bản, V20 2 la mã. Những cái dòng âm ly này công suất được ghi rất nhỏ nhưng mà cực kỳ khỏe luôn, vì nó khuếch đại công suất. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng của cửa, ngày nào cũng gửi hàng đi xa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió.